Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 168 của chương trình Tự học Thư pháp Vỡ lòng. Và đây là bài số 5 trong nhóm các bài học về cấu trúc đầu từ đi kèm dĩ từ. Và trong bài này chúng ta sẽ học cấu trúc Abitue Kenkan Afe Kenkesos, làm cho ai quen với việc làm chuyện gì. Như vậy chúng ta thấy công thức này rất giống với 4 công thức mà chúng ta đã học ở trong 4 bài trước. Bài số 1 Ede Kenkan Afe Kenkesos, giúp ai làm việc gì. Bài số 2 Oblige quelqu'un à faire quelque chose, bắt buộc ai làm việc gì. Bài số 3, inviter quelqu'un à faire quelque chose, mời ai làm việc gì. Và bài số 4, encourager quelqu'un à faire quelque chose, khuyến khích ai làm việc gì. Trong bài này chúng ta có công thức habituer quelqu'un à faire quelque chose. Khi chúng ta học cấu trúc này thì chúng ta rất cần phân biệt với một số các công thức khác cùng gia đình với nó, và chúng ta sẽ coi 5 công thức khác cùng kiểu như thế này ở trong phần dưới đây. Ở trong số 1, chúng ta hãy phân biệt Abitue Kenkan Afe Kenkesos với Abitue Kenkan A Kenkesos. Ở bên trên chúng ta thấy công thức này là đi sau dưới từ A, là một động từ nguyên thể, trong khi công thức mà chúng ta cần so sánh đi sau dưới từ A là một danh từ. Ví dụ, tập cho đứa bé biết phép lịch sử, Abitue un enfant à la politesse. Như vậy sau chúng ta thấy là động từ habituer đi với một đối tượng trực tiếp, làm cho đứa bé quen với một danh từ, với phép lịch sử. Phải dạy cho nó chào người lớn, phải dạy cho nó biết cảm ơn, phải dạy cho nó biết giữ sạch sẽ. Đó là một danh từ habituer un enfant à la politesse. Ví dụ thứ hai, tập cho một sinh viên quen với việc tìm tài liệu trên mạng, habituer un étudiant, đây là đối tượng trực tiếp. Anetitian là COD, tập cho một sinh viên quen với à la recherche des documents en ligne, đây là một danh từ, tập cho một sinh viên với cái việc tìm tài liệu ở trên mạng. Như vậy trong số 1 này chúng ta thấy công thức này là làm cho ai quen với một cái gì. Trong công thức số 2 và số 3 chúng ta cũng thấy giống nhau, động từ s'habituer à. Ở số 3 cũng là s'habituer à, thì ở bên trên là đi với một danh từ, à quelque chose, ở bên dưới là đi với một động từ nguyên thể, à faire quelque chose. Habituer ở bên trên là làm cho ai quen, còn ở bên dưới chúng ta đang làm quen. Je m'habitue peu à peu à cette manière de travailler. Cái cách làm việc này, tôi đang dần dần làm quen với cái cách làm việc này. Như vậy tôi làm quen, chứ không phải giống như bên trên là làm cho ai quen. Tập cho một sinh viên quen với việc tìm tài liệu, tập cho một em bé quen với phép lịch sử. Ở đây chúng ta tập cho chính bản thân mình. Tôi đang tập làm quen với cái cách làm việc mới này. Je m'habitue peu à peu à cette manière de travailler. Đôi mắt đang quen dần với bóng tối. Chúng ta từ chỗ sáng đi vào tối thì chúng ta thấy không thấy gì hết. Nhưng mà dần dần, một vài chục giây sau chúng ta thấy nó quen dần và chúng ta có thể đi trong bóng tối. Nhưng mà lúc đầu thì hoàn toàn không thấy gì hết. Chẳng hạn như chúng ta đi vào rạp cine, phim đã bắt đầu chiếu rồi, người ta tắt đèn thì mình không thấy gì hết. Nhưng mà một lúc sau mình có thể thấy mờ mờ với cái ánh sáng của màn hình, chúng ta có thể thấy. Như vậy đôi mắt đang quen dần với bóng tối. Les yeux s'habituent à l'obscurité. Như vậy trong hai câu ví dụ này chúng ta thấy động từ s'habituer đi với danh từ à cette manière de travailler. Đây là một danh từ, làm quen với cái này, à cette manière, quen với danh từ. Ở bên dưới cũng như vậy, quen với bóng tối, đây là một danh từ. Nhưng ở trong số 3, chúng ta thấy động từ s'habituer thì lại đi với một động từ nguyên thể. Anh ta đang làm quen với việc nói trước một cử tọa. Đây là một công việc mà không phải ai cũng làm được. Đứng trước một đám đông thì chúng ta không có thể nói như là nói với một hai người, phải có một cái sự tập tành cho nó quen. Il s'habitue à parler devant un auditoire. Un auditoire là một cử tọa. Họ đang ngồi bên dưới, họ đang lắng nghe mình. Và chúng ta phải làm quen dần dần. Như vậy, trong công thức này đi sau dưới từ A, thì chúng ta thấy có một động từ nguyên thể à parler, s'habitue à faire quelque chose. Ở trong câu ví dụ số 2, chúng ta cũng thấy là một chủ ngữ làm ra động từ s'habitue, và phía sau có dưới từ A và phía sau là một động từ nguyên thể. Các công nhân đang làm quen với việc làm theo nhóm.
làm việc theo nhóm, tức là một cái phương pháp mới, les ouvriers s'habituent à travailler en équipe. Vì trong số 2 và số 3 đây là một cặp động từ s'habituer, tức là mình làm quen với, nhưng mà bên trên là làm quen với một danh từ, làm quen với phương pháp làm việc, làm quen với bóng tối. Còn ở bên dưới số 3 là làm quen với một động từ, làm quen với việc nói trước công chúng, làm quen với việc làm việc theo nhóm. Ở bên trên số 2, số 3 chúng ta thấy động từ s'habituer là chúng ta có một cái tác động cho chính bản thân mình tập làm quen với. Bây giờ qua số 4 và số 5 chúng ta thấy đây là một tính từ être habitué à, chúng ta đã quen rồi, ở trên là đang trong tiến trình làm quen, ở đây là đã làm quen rồi. Và số 4 làm quen với một danh từ, số 5 làm quen với một động từ, làm quen với cái gì? Ví dụ chúng tôi đã quen với nhiệt độ nóng bức như thế này, thế này rồi. La chaleur là nhiệt độ nóng. Nous sommes habitués à cette chaleur. Chúng tôi đã quen với nhiệt độ này rồi. Ở trên là đang làm quen, s'habituer à. Ở dưới đã làm quen, être habitué à. Và đi với một danh từ, đã làm quen với nhiệt độ này, hoặc đã làm quen với cuộc sống mới này, hoặc đã làm quen với tiếng ồn như thế này, thì chúng ta thấy là đi chung với một danh từ. Trong khi số 5 thì đi với động từ, chúng tôi đã quen làm việc từ xa. Nous sommes habitués à travailler à distance. Kể từ sau dịch Covid thì do nhiều lĩnh vực người ta quen làm việc từ xa, không cần tới văn phòng nữa. Như vậy đây là đã quen rồi, đã qua một quá trình tập tành và bây giờ quen rồi. Nous sommes habitués à travailler à distance. Vậy chúng ta để ý nha, ở đây có chữ đã này, tức là être habitué, đã rồi, trong khi s'habituer ở bên trên thì đang làm quen. Ví dụ, con tôi đã quen với việc ở nhà một mình, tôi phải đi về làm về muộn, vợ tôi cũng phải đi làm về muộn, và con tôi đi học về thì nó quen ở nhà một mình rồi, nó về nhà thì nó uống nước, nó làm vệ sinh cá nhân rồi, nó học bài, nó quen rồi. Mon enfant est habitué à rester seul à la maison. Như vậy số 4, số 5 là một cặp, nhưng bên trên đã làm quen với một cái danh từ gì? Làm quen với hơi nóng, làm quen với tiếng động, làm quen với cái nơi ở mới chẳng hạn. Và ở bên dưới là làm quen với việc, với một cái động từ, làm quen với việc làm từ xa, làm quen với việc ở nhà một mình. Như vậy trong phần số 1 La Mã này, chúng ta đã học các công thức khác của cái cấu trúc động từ habitué đi với giới từ. Và bây giờ chúng ta đi vào phần chính của bài này, habitué quelqu'un à faire quelque chose, để cho nó giống các cái cấu trúc mà chúng ta đã học trong bài 1, bài 2 và 3 và 4. Habitué quelqu'un làm cho ai? Tức là một đối tượng trực tiếp quen với, phải có giới từ à, habitué quelqu'un à faire quelque chose. Có nghĩa là tạo cho ai có thói quen làm việc gì. Và sau đây là có một câu mẫu. Phải tập cho trẻ em quen với việc làm tròn trách nhiệm của mình. Dù nó còn nhỏ, chúng ta cũng phải tập cho các em, các cháu, các bé biết làm tròn cái bổn phận của mình. Chẳng hạn như là việc học bài, chẳng hạn như là sắp xếp sách vở, sắp xếp các cái công việc, các cái đồ vật của mình á, thì ngay từ tuổi nhỏ đã phải tập cho các em quen với việc làm tròn trách nhiệm của mình. Il faut habituer les enfants à prendre ses responsabilités. Bây giờ chúng ta hãy dịch các câu sau. Bà ta tập cho con của bà ta ngủ một mình. Như vậy là đúng như công thức là làm cho ai quen với việc làm cái gì? Đây là một động từ nguyên thể. Bà ta, elle. Elle. Động từ làm cho ai quen. Elle habitue son enfant. Đây là đối tượng trực tiếp. Và sau đó là giới từ à. Giới từ à là một động từ nguyên thể. Ngủ một mình. À dormir seul. Đây là một đứa bé, nó chưa quen ngủ một mình. Bây giờ bà ta tập cho nó ngủ một mình. Elle habitue son enfant à dormir seul. Và chúng ta biết đây là phải một quá trình, phải mất một số ngày, một số thời gian thì mới quen được, chứ không phải là ngay lần thứ nhất nó đã quen. Như vậy chúng ta dùng động từ habitue, làm cho ai quen, tập cho ai quen. Bà ta tập cho con bà ta ngủ một mình. Như vậy cần phải có một cái quá trình. Và chúng ta có động từ habitué. Elle habitue son enfant à dormir seul. Câu số 3. Bà ta đã tập cho các con bà ta sắp xếp phòng ngủ của chúng một cách thường xuyên. Thì cũng giống như câu bên trên, chúng ta chỉ đổi các danh từ thôi. Elle habitue.
l'habitude. Bây giờ các con của bà ta, ses enfants. Rồi đi với giới từ à. Elle l'habitude, ses enfants. Ở đây chúng ta cũng đánh đậm giới từ à đi, bởi vì nó rất quan trọng, nó là nằm trong cấu trúc động từ. Elle l'habitude, ses enfants. À, bây giờ sau đó là động từ nguyên thể, sắp xếp phòng ngủ của chúng. Ranger. Ranger leur chambre. Phòng ngủ của chúng một cách thường xuyên. Như vậy thường xuyên là chúng ta để ở sau động từ régulièrement. Trạng từ thì phải đứng sau sau và sát động từ. Elle habitue ses enfants à ranger régulièrement leur chambre. Đây là trạng từ régulièrement. Leur chambre. Đó là câu số 3. Tới câu số 4, tôi dần dần tập cho các học viên của tôi học từ ngữ trong một câu. Tôi đang dần dần. J'habitue. Peu à peu, dần dà. Peu à peu, mes étudiants. À, chúng ta ngừng ở chỗ này đã để cho nó đúng với cấu trúc đã. J'habitue peu à peu mes étudiants à làm học những học học từ ngữ, tức là học vocabulaire, à apprendre le vocabulaire dans des phrases. Nếu chúng ta học từng chữ đơn lẻ thì cũng được, nhưng mà nếu chúng ta học các từ ngữ trong một câu thì nó hay hơn. Chúng ta sẽ thấy là nó phân biệt dễ dàng hơn, và đồng thời chúng ta có thể đặt câu J'habitue peu à peu. Cái này phải là làm từ từ, không thể làm ngay ngay những ngày giờ đầu, bởi vì người ta. Số 5, các nhà giáo phải tập cho học sinh có thói quen không gian lận. Các nhà giáo, les enseignants. Les enseignants doivent, đây là một điều bắt buộc, doivent habituer les élèves. Les enseignants doivent habituer les élèves à. Chúng ta sửa lại lỗi chính tả, les élèves à. Không gian lận, à ne pas tricher. Ở trong môi trường học đường thỉnh thoảng có những cái em nó không có ngay thẳng, nó làm bài hoặc là đi thi nó hay gian lận. Như vậy các nhà giáo phải làm sao cho các em tập cái thói quen là không có gian lận, bởi vì nếu gian lận trong nhà trường thì ra cuộc đời cũng sẽ gian lận. Như vậy chúng ta thấy ở đây là chủ ngữ là les enseignants, tôi sửa lại, les enseignants doivent habituer les élèves à, ở đây là à ne pas, tập cho các em quen cái công việc là ne pas tricher. Câu số 6, chúng tôi muốn tập cho các học sinh có thói quen làm việc theo nhóm. Chúng tôi muốn, nous voulons habituer nos élèves à, chúng ta thấy cũng có giới từ à này, nous voulons habituer nos élèves làm việc theo nhóm, à travailler en équipe. Vậy chúng ta đã thấy là có giới từ à, vậy là đúng cái cấu trúc câu habituer quelqu'un à faire quelque chose. Và câu cuối cùng, bạn phải tập cho các con của bạn ăn ít đường. Tu dois habituer các con của bạn, tes enfants, ăn ít đường, à manger peu de sucre. Bạn phải làm cho con cái của bạn quen. Tu dois habituer tes enfants à. Chúng ta luôn luôn phải nhớ giới từ à manger peu de sucre. Như vậy qua các câu ví dụ này chúng ta đã thực tập cấu trúc động từ habituer quelqu'un à faire quelque chose. Như vậy qua bài này chúng ta làm quen với ba cặp động từ, tất cả là 6 công thức. Habituer quelqu'un à quelque chose, habituer quelqu'un à faire quelque chose,
Đây là có đối tượng trực tiếp làm cho ai quen với việc gì, làm cho ai quen với việc làm việc gì. Động từ sabiche akenkesoza, động từ sabiche afenkesoza, ở đây không có đối tượng trực tiếp, đây là động từ phản thân. Chúng ta đang tập làm quen với cái gì? Chúng ta đang tập làm quen với việc làm việc gì? Và sau cùng, être habitué à quelque chose, être habitué à faire quelque chose, chúng ta đã quen rồi, đã quen với cái gì, với cái nóng chẳng hạn, rồi đã quen với việc làm cái gì. Như vậy chúng ta thấy ba cái cặp này thì nó đều cùng xuất phát từ habitué nhưng mà mang ý nghĩa khác nhau. Làm cho ai, đây mình tự làm quen và sau đó là đã làm quen. Xin chào tất cả mọi người.